Rồi, cứ nhìn anh ha. Okay. Em có thể biết cảm nhận của mình về ABS hiện tại có gì khác so với trước đây? Hiện tại thì HIV đã một ngày đã được các bạn đón nhận và các bạn đã biết thêm nhiều rất là nhiều thông tin về HIV rồi, cũng như là về độ kỳ thị của các bạn ngoài cộng đồng thì đã rất là dễ lắm. Nhưng mà về vấn đề các bạn phải biết được cái mức quan trọng của HIV tại cộng đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì nó đang nằm cái mức độ quan trọng thế nào đó, để cho các bạn quan tâm vấn đề sức khỏe, các bạn sẽ biết bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, và các bạn phải biết bảo vệ luôn cả cho những người đang xung quanh chúng ta. Cái điều này sẽ giúp cho đại dịch S tại thành phố Hồ Chí Minh một ngày sẽ được như chúng ta đang mong muốn, là đại dịch S tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn, hoặc là tất cả chỉ là những cái ca cũ, các bạn nó sẽ được tiếp cận điều trị chứ hoàn toàn không còn những ca mới của những bạn trẻ hoặc là những bạn ở độ tuổi vị thành niên. Thì em mong là trong tương lai đại dịch S sẽ được đẩy lùi tại thành phố Hồ Chí Minh. Với những cái chương trình truyền thông nó từng tham gia thì em thấy cái sự tham gia của mọi người bây giờ như thế nào, nó có thay đổi và nó có tích cực hơn so với ngày xưa hay không? Hiện tại bây giờ thì hầu như tất cả mọi người trong cộng đồng, không riêng gì những chị em LGBT nữa, thì đã mở lòng hơn, nói chung là đã ủng hộ về giờ chương trình đại dịch S. Chỉ cần mà nghe kêu gọi hoặc là nghe sự đồng lòng, đồng hành thì mọi người luôn luôn sẵn sàng đón nhận. Và một cái điều đó là một cái điều rất là mừng. Mà riêng em thì giống như trước đây em cảm nhận là giống như là những người sống với HIV họ không còn đơn lẻ, họ không còn một mình nữa, và họ được bạn bè, gia đình, người thân và được luôn cả xã hội bây giờ yêu thương, tin tưởng họ và cho họ thêm được một lần nữa để họ dám sống, họ dám tin là HIV không phải là một cơn bệnh như người ta thấy. HIV chỉ là một bệnh dịch thôi quý vị, và nó không lây lan tới mức nguy hiểm giống như là chỉ cảm thấy người nhiễm HIV người ta phải xa lánh, mà còn những điều đó là sai. Và HIV bây giờ người ta đã có hiểu biết, người ta đã thông cảm hơn, và em mong là càng ngày xã hội sẽ phát triển, đồng nghĩa với việc là những người sống với HIV cũng sẽ được tôn trọng, cũng sẽ được sống và cũng có quyền như bao người khác. Vậy thì em có tin rằng là trong ngày sắp tới chúng ta có thể đẩy lùi được đại dịch HIV tại Việt Nam? Theo như em thấy thì với những bối cảnh hiện tại cũng giống như là sự ủng hộ từ tất cả những bạn trẻ, từ cộng đồng, luôn cả những người thân gia đình của những người đang sống với HIV, hiện tại bây giờ họ đã mở lòng rồi, cộng đồng đã đón nhận rồi, thì em tin chắc đại dịch S sẽ được đẩy lùi. Nhưng mà đẩy lùi được hay không còn thuộc ở những cái bạn trẻ, các bạn đó phải ý thức được cái tầm quan trọng của HIV hiện tại đang lây lan tại cộng đồng, nó nguy hiểm, và HIV nó đang ở cái mức nào tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn phải hiểu được điều đó, và các bạn phải nắm được cái tầm quan trọng, các bạn phải nắm được nhiều thông tin, các bạn nên tiếp cận những cái thông tin về HIV. Đừng có nghĩ HIV nó là của riêng ai, nó là của thuộc nhóm nào, của riêng người nào, hoàn toàn không. HIV nó là của chung, và chúng ta phải bảo vệ nhau, chúng ta phải đồng lòng cùng với nhau thì đại dịch S mới kết thúc được. Vậy thì em có lời gì muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người để chung tay với em? Nếu như mà em được nhắn nhủ thì em mong tất cả mọi người phải luôn luôn bảo vệ mình, bảo vệ người thân, đặc biệt nhất mình bảo vệ chứ mình đừng kỳ thị họ. Nếu như lỡ không may chúng ta có được biết những thông tin về những người nhiễm HIV, hoặc là chúng ta có ai đó gần cạnh mà chúng ta nhiễm HIV, thì chúng ta nên yêu thương họ, bảo vệ họ, cũng giống như chúng ta hãy coi mình cũng như họ. Mình sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà mình hãy cố gắng vận động mọi người.